kế hoạch giả định là có tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển của ta. Kiếp xe bệ phóng tên lửa nhận lệnh từ sở chỉ huy lữ đoàn nhanh chóng cơ động chiếm lĩnh trận địa, sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu. Ngay khi tín hiệu các trạm radar thông báo chính xác vị trí tàu địch xâm phạm và có lệnh của cấp trên, sở chỉ huy lữ đoàn đã lệnh cho kiếp xe bệ thực hiện công kích tên lửa mục tiêu bị hạ ngay từ loạt đạn đầu. Kiếp chiến đấu bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Chúng tôi tập trung xác định tốt nhiệm vụ và trách nhiệm cho bộ đội. Bên cạnh đó, làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện, luyện tập, thuần thục các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng đấu, cũng như trong chuẩn bị và thực hành chiến đấu. Đối với kiếp trắc thủ, phải được huấn luyện từ cơ bản đến chuyên sâu, huấn luyện trong các điều kiện sát với thực tế chiến trường, đánh giá đúng năng lực của bộ đội, kịp thời điều chỉnh nội dung huấn luyện cho từng đối tượng. Trong quá trình tổ chức diễn tập, lữ đoàn đã chú trọng các vai tập, có các kịch bản, tổ chức luyện tập thuần thục và thống nhất, bố trí, sắp xếp khu vực sở chỉ huy, các vị trí luyện tập của khung tập, thao trường diễn tập thực binh hợp lý. Các nội dung luyện tập như hội nghị đảng ủy thông qua quyết tâm chiến đấu và báo cáo kế hoạch của các ngành được thảo luận kỹ, phát huy tốt dân chủ quân sự. Từng vai tập thể hiện rõ trình độ, kinh nghiệm trong quá trình nhận định, đánh giá, đề đạt, xử trí, nội dung diễn tập, kịch bản thực hành được thực hiện thống nhất. Các tình huống do ban tổ chức đưa ra đều được bộ đội xử trí tốt. Để nâng cao cái nội dung diễn tập mẫu ấy, thì chúng tôi cũng chú trọng cái việc bố trí sắp xếp cái khu vực sở chỉ huy, các vị trí luyện tập, chú trọng vào các vai tập. Tất cả các vai tập từ lữ đoàn trưởng, chính ủy, chỉ huy các cơ quan, trợ lý, đầu ngành thì đều có các kịch bản. Thông qua cuộc diễn tập mẫu của lữ đoàn 679, trình độ, năng lực chỉ huy của cán bộ các cấp được nâng lên rõ rệt, khẳng định chất lượng vũ khí trang bị, phương tiện của đơn vị bảo đảm tốt, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống. Cán bộ đảng viên có nhận thức tốt, trách nhiệm tốt và thật sự tiền phong gương mẫu, nền nếp chế độ và chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt, dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt, tự phê bình và phê bình tốt. Đó là những tiêu chí rất cụ thể của vùng 4 Hải quân để xây dựng các chi bộ tàu 4 tốt, giúp lữ đoàn 162, đơn vị tàu mặt nước hiện đại, thuộc quân chủng Hải quân thực sự vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Những bảng bố trí chiến đấu sát thực tế là nội dung được tàu 381 duy trì luyện tập thường xuyên trong các mùa huấn luyện. Với phương châm giỏi một, biết nhiều, xuất sắc một, mỗi cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp không chỉ thuần thục vị trí của mình mà còn thành thạo một vài vị trí khác. Toàn tàu và mỗi ngành luôn đoàn kết, thống nhất từ ý chí tới hành động, trau dồi trình độ chuyên môn, năng lực công tác để thuần thục mọi yếu lĩnh, động tác, đảm bảo vũ khí trang bị luôn sẵn sàng chiến đấu. Đó là kết quả của việc phát huy nhận thức, trách nhiệm từ hạt nhân là các đảng viên gương mẫu. Tôi là luôn luôn học tập để nâng cao cái trình độ kiến thức chuyên môn và đồng thời là cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu của mình cho đồng đội, cho những đồng chí cấp dưới, nhân viên trong ngành và đồng chí mới về tàu, uốn nắn qua từng động tác, yếu lĩnh, bản lĩnh, khẩu khí trong quá trình thực hiện thao tác tại các bảng bố trí chiến đấu. Được Đảng ủy Lữ đoàn 162 tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng các chi bộ theo tiêu chí 4 tốt, Đảng bộ Hải đội 412 đã rà soát lựa chọn chi bộ tàu 381 là đơn vị làm điểm. Từ đây, chi bộ tàu quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là nâng cao chất lượng ra nghị quyết, đảm bảo tính đồng bộ, chính xác, sát thực tế đơn vị tàu. Cùng với đó là việc duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, phát huy truyền thống tàu nhiều năm, liên tục đạt thành tích cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đối ngoại quốc phòng. Các đồng chí cũng đã đưa ra các cái trọng tâm đột phá thực hiện trong hàng tháng, hàng quý đó, như là nói đi đôi với làm, rồi là dám làm, dám chịu, hoặc là nêu cao trách nhiệm, nêu gương của đội ngũ cán bộ tàu, cán bộ ngành. Chi bộ đã quy chuẩn được các cái nội dung sinh hoạt, chuẩn bị dự thảo rồi ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Với mỗi nhiệm vụ cụ thể, thuyền trưởng và bí thư chi bộ tàu 381 đã quán triệt kỹ, hội ý sâu, đánh giá toàn diện thuận lợi, khó khăn tác động đến quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Từ đây,
bí thư, phó bí thư chi bộ sẽ triệu tập hội nghị chi ủy, xây dựng dự thảo, phân công nhiệm vụ cho các chi ủy viên và đảng viên, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong sinh hoạt, phát huy tốt trí tuệ tập thể, sau đó quán triệt nghị quyết và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng ngành, từng vị trí, từng đảng viên. Chúng tôi giải quyết đúng các mối quan hệ công tác giữa bí thư chi bộ và thuyền trưởng đối với tập thể chi ủy, chi bộ. Đặc biệt là mối quan hệ công tác giữa bí thư chi bộ, chính trị viên với thuyền trưởng. Phát huy tốt vai trò của cán bộ đảng viên trong lãnh đạo đơn vị và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Nhiều con tàu tốt làm nên một hải đội tốt. Nhiều hải đội tốt làm nên các lữ đoàn tàu mặt nước vững mạnh. Đó là nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng học tập, huấn luyện, diễn tập của các đơn vị tàu, các cụm lực lượng và vùng hải quân. Sau khi thực hiện điểm, mô hình chi bộ tàu 4 tốt sẽ tiếp tục được nhân rộng, đảm bảo chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.